Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đây là cái mẹt bẫy chòe than để dành cho bác đam mê đi bẫy chim. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán thành công vui vẻ thì các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop em là có Zalo các bác nhé. Các bác muốn xem chi tiết hình ảnh thì có thể vào Zalo theo 3 số điện thoại này của shop. À, bên em là ship COD toàn quốc. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là rất mong các bác xem chi tiết hay cụ thể thì các bác cứ điện trực tiếp theo 3 số điện thoại này của shop. Là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp rồi nên bán rất nhiều sản phẩm. Đây là cái mẫu mẹt bẫy chòe than. Thì bên em là lần này thì là về cơ bản là cải tiến rất là nhiều. Về kích thước, về chất liệu cũng khác nhau các bác nhé. Về kích thước lần này thì rộng hơn cái mẫu đợt trước. Đấy, chiều rộng này nó rơi vào 40 phân. Đấy, và chiều cao này là 30 phân các bác nhé. Đấy, khi úp ra thì nó sẽ rộng hơn. Thế còn về lưới này, lưới bên em là lưới màu thâm đất rồi. Đấy, chất liệu bằng inox, bên em là sơn tĩnh điện rồi cho các bác. Đấy, thâm màu thâm đen luôn để cho nó ngụy trang, đánh bẫy chòe rất là hiệu quả. Và cải tiến thêm nữa cho các bác là lần này là cái ghim. Ghim là ghim rời thôi nhá. Đấy, các bác đi cắm nó tiện lợi hơn. Các bác cắm ở bên này cũng được mà bên này cũng được. Nói chung mắc đá thì các bác cắm dịch ra một chút cũng ok. Đấy. Nên là cải tiến mỗi một lần làm mẹt là bên em sẽ rút kinh nghiệm các bác comment ở bên dưới. Thì có cái mẫu nào hay thì các bác có thể là cập nhật, comment, bình luận. Thì bên em sẽ cải tiến rất là nhiều. Nên là cái mẫu này thì giá cả thì cũng phải chăng thôi các bác nhé. Đấy, chỉ có 280.000 đồng thôi, em bao cước về tận nhà rồi. Nên anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Một cái video ngắn thôi giới thiệu mẹt bẫy chòe than. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.